Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi Minecraft Uncharted Adventure. Và gì vậy? Mấy bé ếch kìa. Coi nó đi kìa. Dễ thương à. Và mới vô là thấy có hai cái tàu liền rồi đó. Tàu gì đây? Một tàu hải tặc và một tàu gì đó. Rồi bây giờ chúng ta hãy coi thế giới có gì đặc biệt. Xung quanh đây cỏ cao, có ếch, có tùm lum thứ. Thôi là vẫn có cây cối bình thường ha. Được phát cuốn Facebook. Bắt đầu từ đây. Đi xuống đây. Giờ phần chơi này là không có chặt cây bằng tay được. Phải kiếm đất, mấy cục đá với lại mấy cây que dưới đất á, để làm thành cây hatchet trước. Cây rìu nhỏ á, xong làm mới được mấy cây đồ vanilla. Xong lên đây. Áo giáp bằng gỗ. Ôi, và có cái gì đây vậy? Này hay vậy. Rồi để chúng ta làm thử mấy cái giai đoạn đầu ấy coi. Pebble nè, đập ra một cái thể loại đưa chúng ta đến một cái cách phát triển mới. Cách này thì cũng thấy nhiều lần rồi ha. Kiểu như trong IOCraft hay là Septech á, cũng đi kiếm mấy cái này nè. Đá đâu? Mấy cây không vậy? Đá. Hát chết. Cây đâu? Wow, nhảy cao vậy con. Đâu dữ, có sắt à. Deadlock. Không biết có làm ra được gì không đây. Oh no. Rồi, cây ngã nha. Cây ngã là biết tác dụng gì rồi đó. Tính cơ không có. Thôi, và phần chơi này có rất có vẻ hứa hẹn nhiều ha. Chúng ta sẽ làm được pickaxe. Ok, quá dữ, quá dữ. Và đây là Minecraft 1.20. Đập ra. Rồi, và lên tới đây toolkit. Toolkit. Thoải mái đi. Đi qua bển. Đi đào đá. Ây. Kìa. Ồ. Ồ. Nghĩa là đồ bằng đá kiểu này mới chơi được. Này không làm được nè. Hơi bị dở thấy không? Ok luôn. Stone pickaxe. Stone age. Không có. Một số khối đập ra mới được nữa. Các cụi đập ra được không? Không. Oh no. Đi kiếm thêm đá. Để mình coi cái bắt đầu nó làm sao một cái. Đá, đá và đá.
Làm được gì nữa? Kiếm, rìu, xẻng. Đủ chưa? Ok chưa? Rồi và nhiệm vụ xong. Được cái burger. Ôi choi reward hả? Hamburger hay là vegan hamburger như nhau. Golden. Rồi đi chặt cây luôn. Khỏi cần ven mai, chặt khúc dưới đi. Nó ngã xuống mà. Sáu. 24 lần. Thịt heo đưa tôi. Ồ. Ồ nhìn mắc cười quá. Gì đây? Thorium Create. Lát nữa đi rồi chúng ta sẽ đến với những bản mod có trong phần chơi này ha. Để mình coi cái cục đầu tiên đó là cái gì những cái. Hẳn chúng ta sẽ biết được cái cách phát triển lúc đầu. La 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 la. Rồi. Ủa được cái gì vậy? Carcass. Thịt mà cũng phân loại ra nó ghê vậy. Không có được thịt liền đâu. Butcher Delight hay quá. Rồi căn đó. Dễ ăn sao? Không có bỏ vô nấu được đâu. Ho. Bắt buộc phải làm create rồi nha. Không có thùng rác nữa. Không có luôn. Đi chặt cây cái. Cây lớn. Chờ xíu. Ok. Xứng đáng. Đây nguyên bộ đo bằng gỗ bảo vệ. Wow, unlock ra thêm lấy. Hello neighbor. Limited time offer. Người ta có giải thích trong phần trên này là làm gì nè. Nếu mở thùng ở trong ngôi làng mà bị phát hiện thì bạn sẽ được đánh dấu là một tên trộm. Thì tất nhiên là bạn sẽ bị tấn công bởi lính gác cũng như là Iron Golem. Lần sau nhớ cẩn thận nha. Có lần sau nữa à? Rồi kiếm chỗ nào thoáng thoáng quăng cái này ra coi thử. Nó là cái gì? Có cái lỗ gì nữa kìa. Anthill. On. Kiến đen. Phải chuột con kiến. Dễ gì. Phải chuột vô. Xíu phải chuột không có chuyện gì xảy ra hết. Rồi chúng ta bấm xuống một cái. This is RV. Bùm RV. Có cái nhà. Live Love Packer. Hết chữ rồi à, mất chữ rồi. Mất chữ đẹp rồi. Rồi hello luôn. Cho miếng thịt ông ơi. Đồ ăn pear food delight. Lemon juice. Có đầu gấu nữa chứ. Bernard. Chết không? Không có chết.
Cái này theo mình nhớ là mình có thể thu lại được, deploy được nè. Xong rồi mình thu lại, xong mình đem ra chỗ khác cho mình quăng xuống tiếp. Bụp. Tuyệt vời chưa? Cái này quen lắm á. Cái này là ở trong Dragonborn, nó kêu là mấy cái capsule á, có thể thu vô tất cả nhiều thứ. Xong rồi chúng ta có thể vô đây ở và ngủ, rồi tiếp tục đi tiếp khám phá. Ghê chưa? Quá ghê luôn, công trình nào cũng có thể bỏ túi hết trơn á đó. Quá sung sướng. Không có ngôi làng nào kế bên hết. Chúc mừng bạn luôn. Rồi bây giờ chúng ta đã biết được cái cách để phát triển lúc ban đầu. Thì bây giờ coi nhiệm vụ. Này là vô làng. Này là create farmer. Giờ có thêm chỗ để chứa đồ. Refine. Gì nữa đây? Toxic cave. Sao quen quen vậy ta? Magnetic cave. Alice cave. Abyssal chasm, chính xác luôn. Bumble zone. Under garden luôn. Wow. Có Alex Cave. Wow. Đi khám phá. Phần chơi này mang tên là Uncharted Expedition. Là đi đến những chỗ mà người ta chưa đặt chân tới. Đúng luôn á. Undergarden à. Undergarden sao làm nhìn giống Ember quá vậy. Ember chứ gì nữa. Ember Rekindle. Ở đây là Fallen Hollow. Hostile Moblinner. Pure Darkness. Toxic Cave. Làm bộ đồ. Magnetic Cave. Ancient Demon Lord. Netherite Pinata. Giống như loot Pinata vậy đó. Con này rớt được Netherite rất là nhiều. Rồi và Bumble Zone là mấy bé ong. Honey Trunk, Honey gì nữa. Quá chừng thứ luôn. Chạy xuống đây Sanopy. Primordial Cave. Primordial Cave là cũng hay lắm á. Có khủng long. Primozilla. Waytrum. À, tính cho nổ hay sao đây? Nuclear bomb kìa. Other side. Reactor blazing power. Cái này phải đi qua bên Deeper and Darker nè. Thì mới vô được. Abyssal Chasm là đi lặn xuống biển sâu. Milky Way. Ad Astra. Ra ngoài không gian luôn. Hay quá. Thì là cũng mới tới Glacial thôi. Calorite Trail. Phát triển á. Và nhiệm vụ cuối cùng. Amidon. Kiếm hết tất cả những thứ này. Làm công thức này. Đây là mục tiêu chính nè. Create. Phần chơi này không làm đồ Create. Chỉ có Create Botany Park. Ok. Được á. Quá hay, quá hay. Rồi và đó là nhìn chung về cái phần quest. Thì theo mình thấy là nếu các bạn thích khám phá, có khám phá, nhưng về tách thì sao? Chúng ta sẽ có tới 14 trang đầu khỏi coi.
Vậy là xài refi. Xe độ kìa. Các thể loại xe độ. Kế tiếp chúng ta sẽ có create. Dream and Desire, Mythical Forest, Forager. Một số đồ của Create được mở rộng ra. Vậy là Create sẽ là trung tâm. Better Archaeology. Rồi đi lấy mấy cái brush, mấy cái cọ này quét đã luôn á. Butcher Delight nè. Giờ hạ gục mấy con động vật là không có ra thịt, mà ra được nguyên một bộ luôn. Lấy cái bộ đi xử lý tiếp. Table Tier mở rộng của Refine. Ok. Create Diesel hả? Máy phát điện bằng chạy dầu á. Color Water, nước màu. Wow. Đây là làm bánh với Create. Vui. Create New Age. New Age là cho thêm vật liệu mới chứ làm gì đâu. Rồi Art Excavation nữa kìa. Drilling Machine nè. Fluid Well Extractor. Chúng ta coi coi. Sử dụng Art Finder tiếp. Art Vent. Tìm được cái Art Vent á. Xong mới gắn cái này xuống. Để cái Blazing, cái Drilling Machine xuống. Bắt đầu gắn cái mũi khoan vô cho nó khoan tự động. Ghê chưa? Chắc the result luôn. Đó luôn. Xịn ha. Lightsaber. Create-saber. Wow. Ê. Create-saber kìa. 7 à. Có đủ thể loại luôn không? Galaxy White Chocolate Red Double. Oh, ghê. Cái này mà thêm cái bản mod combat vô á, đánh chó đẹp. Hello. Mấy em đâu rồi, chém cái coi. Cái bộ kia đâu? Họ cũng nghe tiếng luôn nha. Nghe tiếng lightsaber luôn. Dữ. Ra ngoài kia chém. Hello. Indicator. Mentor Hunter. Rồi xuống dưới cái coi. Chém cái coi. Giỡn hoài. Mạnh lắm chứ bộ. Tàu hải tặc gì đây? Mình dưới có nữa kìa. Ghê không? Con này dai dữ. Rồi bây giờ chúng ta coi tiếp. Create Botany Park, trồng cây. Create hả? Ồ, có thể loại này nữa sao? ISO Rifle. À, bắn theo kiểu Create. Hàng không nguội. Ghê thiệt. Nó có khuôn đào chút. Ghê. Đã liền. Bazooka. Ồ, không banh tàu kỳ vậy. Chỉ nổ thôi chứ không banh ha. Ốc hơi.
pistol, minigun. Đảo à. Cái này mới gọi là đá nè. Có gì lên không? Pistol. Gì vậy? Thục cái này thì không hay. Vui vui thôi. Chơi cái này mới đã. Đứng lại em. Đi luôn. Đó, và đó là những cái đồ chơi vui rồi đó. Dimensional Dungeon, một cái dungeon để đi kiếm đồ chơi. Dungeon này nó ngẫu nhiên nha. Rồi quality crop, trồng cây mà cũng ra kiểu này nữa. Vui. Deeper and Darker, Deep Dark có bộ đồ xịn hơn. Deeper K hả? Deeper K thêm Rose Gold. Item Modular Router, Dice. Easy Pickling, Easy Villager, Ender Delight, đồ ăn thôi. Every Compatible, Condition là XP á. Cái này là phiên bản cao cấp hơn, người ta có đầu tư hơn về cái Experience Obelisk. Nó cũng giống vậy thôi, nhưng mà nó sẽ có nhiều cái hỗ trợ khác. Summer Delight, đồ ăn, Food Delight, đồ ăn nhiều lắm. Refine ha. Heart and Home. Heart and Home là để trang trí. Áo giáp nè. Đủ thể loại áo giáp hết. Các loại nút. Creeper. Ok luôn. Ok luôn. Hay Creeper. Yêu thích, yêu thích. Iron Ingot. Long. Raw Iron chứ. Hay Creeper không rớt. Dễ ăn à. Dễ ăn vậy sao? Không phải chuyện đó. Bình thường cây Creeper rớt mấy món đó, nhưng mà không có nữa rồi. Quality Crop, Fertilizer xịn hơn. Magnetic Key and Aster Artifact. Ok. Create. Nãy giờ không thấy mob Grand Util ta. Yêu lịch chơi hả? Mớp Lasso mới nè. Mới là mới có xuất hiện lại ha. Chứ hồi xưa nó là nằm trong một cái bản mod khác. Attack. Onward, đồ trang trí. Changer, mấy này không có gì lạ. Ember cũng mới quay lại. Refine, Bumble Zone. My Car. Grass Block. Này là chơi thẻ bài ấy mà. Minor Delight, đồ ăn. Thêm đồ chơi thú nhồi bông. Đồ chơi, đồ chơi. Động vật. Itaya. Có mấy món đồ ở bên Iwano so. Đây là bên Nether, Ocean Delight luôn, Thermo luôn, có Thermo nữa, TA, Create, Primordial Cave, Dino, đứng gì đây, Subterranean, Subterranean Odon,
Ý. Trứng đó 100 kg, quality đồ ăn xịn nè. Ôi đồ ăn xịn lên tới cấp độ cao nhất luôn. Ăn một phát no bụng, sướng. Rapper đi like câu cá đã luôn. Đồ ăn này cũng ghiền luôn. Ocean đi like. Và các bé tí đã xuất hiện trở lại. Wow, Ratlantis luôn. Thế giới của các bé tí nha, nhưng mà không có đề cập trong sách quest book. Drama PG hả? Này là Sea Dweller. Đi ra biển đi gặp. Rồi đầy đủ luôn. Request Defy. Return Explore là nhiều chỗ để mà đi khám phá thôi. Trang trí. Niffer Plus. Ad Astra Capsule nè. Nó sẽ capture được cái gì tùy thích luôn á. Hostile. For second. Wow. Cập nhật đủ thứ con hết luôn. Vậy là hầu như những cái con mà được đưa vô thêm á đều có. Tuyệt vời. Power. Đường ống. Câu. Symbol storage. Redstone pen. Arrow. 10 armor. Cái này làm sao? Bấm lên kích hoạt. Ok. Bấm lên kích hoạt. Có thấy gì không? Không. Rapper Delight. Đây là một cái độ thermo nữa. Và thermo series. Nói chung là thermo. Oddball. Bắn mũi tên thắp sáng. Này là của Alex Cave. Unique Saw. Wow. Các thể loại kiếm. Quá độc đáo. Double Jump Best Swarm. Relic Drive Bell Best Attack Mob. Quá dữ, đủ thứ hết trơn hết á. Rồi variant gì đây? Upsell thôi. Không có Apotheosis. Không có mob grinding util. Hay luôn. Vậy là chúng ta không có farm được thoải mái đâu. Không có spirit luôn. No way spirit không liên quan rồi. Vậy là phần chơi này á, mặc dù là tag có, adventure có, nhưng mà đi khám phá sẽ rất nhiều. Và các bạn sẽ không có cái tag mà để tận dụng được như là mob grinding util. Để chúng ta farm những thứ đó cho nó thiệt dễ ha. À, đi là phải đi từ trên xuống dưới. Để đạt được con búp bê của tác giả Mod Pack. Wow, phần chơi này cũng đầy hứa hẹn á, dành cho ai yêu thích create nữa nè, sẽ làm create rất là nhiều. Nói tóm lại, trong ngày hôm nay thì chúng ta vừa đến với phần chơi Minecraft 1.20 Uncharted Expedition, một phần chơi là cũng rất là đưa chúng ta đi khám phá tùm lum tùm la nhưng mà không hề thiếu tách. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip khác. Bye bye!